Rồi anh ăn người anh đầu tiên là sang tí tí gít. Thằng này nói chung là ra đời sau tí gít thường. Còn sang tí tí gít này so với cả tí gít thường thì ra nó, để xem là các bạn có thể so sánh qua đây. Nói chung là về mặt chỉ số thì thằng sang tí tí gít nó nhiều crit hơn một chút, nhưng mà nó bị giảm crit dam. Các bạn thấy bự không, tăng crit chen giảm crit dam thì nói mẹ ra là không thay đổi cho này. Nói chung cái đoạn này cũng là một đoạn thằng ngu nào đó vẽ vời ra cho nó có, mà thằng ngu ở đây có mỗi thằng đấy ấy, thằng nào. Thế bây giờ sang cái phần tiếp theo. Dam full orb để từ 8 đến 20 mét, trong đó thằng Tigit kia lại 20 đến 20 mét. Có nghĩa là tầm bắn của thằng Santi Tigit này ngắn hơn cả thằng Tigit thường, nhưng mà ngắn hơn 2 mét thôi không đáng kể. Không tin các bạn thử vào game mà đo, 2 mét thì rất là ngắn. Nhưng tóm lại là có ngắn hơn một chút. Nói chung cũng để làm màu, nói chung là thằng nào nghĩ ra hai cái chỉ số này đúng là để vẽ voi cho nó khác một chút thôi, chả thay đổi mẹ. Sau reload thì nhanh hơn, reload từ 1.8 xuống 1.5, nói chung là nhanh ấy. Các bạn không, các bạn này ai mà chơi theo kiểu mà để ý kỹ thì giảm 0.3 ray như loát này này rất là nhanh ấy. Sở tốt thì vẫn thế. Còn về mặt sát thương như nào? Về mặt sát thương được tăng lên đôi chút, nói chung là cũng tăng lên một chút thôi. Rồi. So nếu mà so sánh với tổng bết đam của nó ấy thì cũng tăng lên một chút. Mang tiếng là tăng tận 200 slot ấy. Mang tiếng là tăng 160 slot ấy, mang tiếng là một tăng 160 slot, rồi các cái kia tăng lên 20, nói chung là tăng khoảng 200 đam. Nhưng cũng chỉ hai một chút thôi. Thế tóm lại là khẩu này nói chung là một bản cải tiến, có thể nhận 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 xét từ tổng quan là đây là một khẩu Tigit được tăng thêm một tỷ đam và reload nhanh hơn đấy, có thể nói ngắn gọn như thế. Có thể nói sang Tigit là nạp đạn nhanh hơn và tăng thêm một tí đam, chứ còn lại gần như giống hết khẩu Tigit thường. Khẩu này thì có thể nói là nó có hiệu ứng syndicate của Loka, thành ra là cái hiệu ứng syndicate của Loka đấy, thành ra nó tất nhiên là hơn syndicate thường rồi. À quên, nó hơn khẩu Tigit thường rồi. Một khẩu có hiệu ứng syndicate là một khẩu không, nói chung là lệch nhau hoàn toàn. Thành ra thế mạnh của khẩu này chả qua nó nằm ở cái reload nhanh, và kiểu do đam nó lớn hơn như đã nói, đam lớn hơn nhưng không đáng kể, thành ra thế mạnh chính của khẩu này là reload nhanh và có hiệu ứng syndicate. Thế về bảng build thì bảng build khẩu này ngày trước khẩu này status cũng không phải là 20, ngày trước khẩu này status cũng không phải là 28% đâu, nhưng sau đợt buff của giống như khẩu tí thường ấy, sau đợt buff thì cả ba lần Goblin ấy, thì tại vì khi không ba lần Goblin ấy nó khiến cho mọi mọi nhà nhà người người đều chơi Tigit vào ai, đúng không? Thì tại vì do hai thằng này không đạt được đủ 100% sở tớt, các bạn hiểu không? Mà nếu có đạt đủ thì rất là vất vả để đạt đủ. Thành ra là DE nó làm như này này để cho người ta có khả năng chơi Santi Tigit. Tại vì sao? Thằng Santi Tigit này với cả thằng Tigit vừa nay mình nói thật nhé, là hai thằng này sau sau cái đợt buff vừa rồi ấy, thì hai thằng này chả chênh lệch nhau là mấy. Tất nhiên là Tigit vừa nay sẽ hơn mặt về mặt đam, nhưng bù lại Tigit vừa nay nạp đạn lâu hơn và Tigit vừa nay theo kiểu nó không hiệu ứng syndicate. Thành ra sau cái đợt buff vừa rồi ấy, vẫn có rất là nhiều người quay trở về sử dụng Santi Tigit, tại vì nó có hiệu ứng syndicate mà đấy, một thằng có syndicate mà thằng không. Mà thằng tí Brian tuy là đam nó lớn hơn đấy, nhưng mà thằng Santi lại nạp đạn nhanh hơn. Có một số người thích bắn nhanh hơn là đam to, tại vì tí Brian công nhận nó hơi chậm thật. Và đây bây giờ quay về chỉ số nào, đây móc một multi shot rồi móc đam, cái này cơ bản lắm rồi. Sau đó thì nó cũng giống như thằng tí thường thôi, giống vụ thằng tí thường là các bạn nếu mà các bạn không sử dụng Reven ấy, mình đang hướng dẫn cho cái trường hợp không sử dụng Reven. Khi không sử dụng Reven thì các bạn cứ đút bao nhiêu nhỉ? Các bạn cứ đút 4 móc 60 vào. Cứ đút bừa lên đã. Đây. Chẳng hạn như hiện giờ chúng ta có Radiation với vai rùa. Ok. Sau đó thì vẫn không đủ sở tớt đâu. Cái sở tớt thực sự nó chưa đủ đâu. Bây giờ phải đút thêm móc này vào nó mới đủ. Đấy. Có nghĩa là muốn nó đủ 100% sở tớt sẽ phải 5 slot. Thằng Tigit Brine thì nó lợi hơn. Tigit Brine chỉ cần 4 slot này này. Tigit Brine chỉ cần 4 móc là đủ. Còn thằng tí thường với sang tí thì sẽ cần phải 5 slot. Nhưng mà nói thế đâu chứ cũng không, không hạn chế nhiều, không hạn chế nhiều trong hai khẩu này. Thế bây giờ giả sử với khẩu này đi như thế này là đủ. Và còn slot cuối này một là các bạn sử dụng Reven vào đây, hoặc là các bạn sử dụng những móc tăng đam vào đây, thì mình khuyên là không nên sử dụng những cái móc như thế này. Tại vì nó cái khẩu này nó không cần thêm element đâu, cần thêm element thì sẽ khiến cho nói chung là cái element lửa này này nó không không lợi không, tại vì element lửa này nó chỉ tạo ra một là blast, và element lửa này nếu mà không tạo ra blast thì sẽ tạo ra radiation. Tóm lại là mình không cần nó dính quá nhiều radiation mà không cần nó dính quá nhiều blast, tại vì hai cái thứ đấy thực ra nó đéo đóng vai trò mẹ gì cả. Chả qua đây là mình cái kiểu cần nó 100% sở tớt đấy, thì mình mới phải nhét vào thôi đấy. Thành ra là cái đam lửa này, cái móc này nó cộng thêm đam lửa không cần thiết, nó khiến cho dính nhiều radiation hoặc dính nhiều blast hơn, nó có giảm tỷ lệ dính các cái hiệu ứng khó lợi hơn. Thế thì nên dẹp nó. Thành ra là nếu mà khẩu này nếu mà các bạn có đút ý, thì có chỉ nên sử dụng một là Vicious Spear, hai là Vigilant. Đây, một là Vigilant mình nhé, hai là Vicious Spear tùy người. Tại vì sao? Thằng Vicious Spear ấy là nó sẽ kiểu đâu nhỉ?
đây thằng này tại vì thằng này thêm multi shot, nhưng mà thằng này thì nó giúp giãn súng ra. Một số người thích có độ súng có độ giãn cao, vì khi giãn cao ấy, khi gặp quái đông ấy, đây các bạn thấy độ giãn nó chưa, này độ giãn thôi khá là rộng, kiểu khi gặp quái đông người ta có thể xả bừa đàn quái đấy, mà thấy đàn quái nắp ép. Tất nhiên là khi ngắm thì nó vẫn giảm độ giãn một chút, để khi ngắm nó cũng giảm một chút thôi, còn khi mình không ngắm nó còn giãn ra nữa đấy. Nhưng ý tôi là theo kiểu một số người thích giãn như thế. Nói thật đấy, chơi shotgun nhiều lúc mà kiểu mình không đi đi mấy cái map mà theo kiểu quái ấy, cùi cùi ấy, để độ giãn này bụp một phát xong lại bay cả chục thằng nhìn sướng mắt lắm. Thế bây giờ đấy, nhưng nói chung đây slot thay thế nhá, nhưng đối với mình thì mình khuyên là nên sử dụng Sticky Fury giống như là tí thường kia. Tóm lại là tại sao nó giúp các bạn reload nhanh hơn nhé, đồng thời là nó giúp các bạn phải có bắn xuyên nhé, tại vì cái súng này này, cái súng này nó bắn tỏa nhưng nó không xuyên. Giả sử nó bắn tỏa mà đằng trước, nhưng kiểu một đàn quái có 10 con nhưng chỉ có hai con nó đứng đằng trước đầu hàng đầu tiên ấy, thì khi các bạn bắn ấy, cái chùm đạn của bạn chỉ dính hai thằng đầu tiên thôi, còn bọn nó xong đéo làm sao cả. Nhưng mà khi các bạn thay bằng cái móc này thì nó reload nhanh hơn, mà khi các bạn bắn ấy là nó sẽ xuyên qua hai thằng đầu tiên đấy vào những thằng đằng sau nữa. Có nghĩa là nó giúp giúp hạn chế được nhược điểm của khẩu súng này, tại vì nhược điểm của khẩu súng này là do nó cứ bắn như thế này này, hoặc là nó bắn từng viên một như thế này này, thì ý là cái kiểu cái khả năng clear nhanh của nó chậm ấy, thì móc bắn xuyên sẽ giúp nó clear tốt hơn. Thế bây giờ giả sử với cả bọn Heavy 155 mình build Viper với cả Radiation như thế này, thì nó sẽ bị cái Radiation không đi đam nổi cho bọn này, cái Viper cũng không đi đam nổi cho bọn này, nhưng cái Viper sẽ khiến nó mất, nó mất 50% mạch máu tạm thời, mà khi mất 50% mạch máu tạm thời thế thì cái Slash sẽ đốt chết nó. Mình sẽ thử nhá. Đấy, coi như hai hồi là chết. Thực ra thì mình phải bắn hai hồi vì sao? Cái hiệu ứng viral ấy là nó cướp đi 50% mạch máu tạm thời thôi. Nếu mà các bạn không bắn vào nó ấy, thì nó sẽ được giả lại 50% mạch máu đấy. Vì thế mình cứ phải bắn vào nó để giữ cho cái hiệu ứng viral không bị biến mất, các bạn hiểu không? Nếu mà hiệu ứng viral biến mất đi thì sẽ giả lại máu lúc đầu mình cướp đi ấy. Anh em mình cứ phải bắn vào như thế này này để tiếp tục dính viral, không cho cái viral mất đi. Đấy, thì sau như thế coi như là khoảng hai phát sẽ chết một con. Đấy. Và nếu mà có một cái bắn xuyên ấy thì sẽ lợi, nó sẽ đi được cho nhiều con hơn. Đấy, ok. Đấy là Viral và quên Viral Variation. Thì khẩu tóm lại như thế, trong cái map này thì nó sẽ không nổ hiệu ứng xin, thành ra trong phòng test này các bạn không thể nhìn thấy hiệu ứng xin đi kết được. Ngoài ra thì có thể đổi ngược lại thành Coral Blast. Nhưng cái Coral Blast này như nói giống hệt trong cái video của cái Tigit thường ấy, nó gây rất là gây khó chịu. Thằng Coral Blast này thì nó sẽ có đam Coral sẽ lột giáp và khiến cho mình có thể đi đam mạnh từ bên ngoài. Có nghĩa là thay vì mình chờ bên trong thì bây giờ mình đi cả trong cả ngoài đấy, các bạn thấy không? Này, thấy cái phát đạn vừa rồi từ bên ngoài ấy, nhìn này. Đấy, phát đạn từ bên ngoài mình đam mình rất là lớn. Này, phát đầu tiên thì không nói, tại vì phát đầu tiên là mình nó lột giáp của nó, các bạn hiểu không? Phát đầu tiên là cái Coral chỉ lột giáp nó thôi. Nhưng từ những phát thứ hai trở đi này là mất một đốt máu là do cái đam Coral lúc này kiểu giáp nó đã yếu đi rồi ấy. Này, những lúc này giáp nó yếu rồi rồi ấy, mình bắn phát nó nát luôn, các bạn thấy chưa? Đấy, nhưng mà cái blast nó rất là khó chịu, nó khiến cho kẻ địch nó cứ ngã như này, là khiến cho mình kiểu căn kẻ địch nó khó đấy. Đấy, các bạn thấy không, bắn thì khỏe hơn nhưng mà nó khiến cho mình căn kẻ địch nó khó, kiểu cái nhổm 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 đấy. Rồi kiểu cái nhất là mấy thằng heavy gun, mấy cái thằng grenier này, nếu mà bắn từ bên hông hoặc là bắn từ đằng sau thì gần như nó không tính headshot, mà cứ phải bắn trực diện nó mới tính headshot, chả hiểu theo kiểu cái hitbox nó cũng hơi ngu 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 ấy. Thì đấy, thành ra là vụ Tigit là đánh với Armor nhé, đánh với Armor với cả đánh với Infest ấy, là các bạn móc Radiation hoặc Viper hoặc là Coral của Blast. Thì còn trong cái trường hợp đánh với Combat ấy thì cũng như nói giống cái kia kìa, thì tóm lại chỉ việc đổi sang đây thôi là thành Guard Magnetic cộng Guard đi đánh với cả Combat. Magnetic cộng Guard thì cái Magnetic nó dập siêu, nhưng mà mình chả quan tâm là mẹ gì, tại vì như đã nói đấy, cái mình dùng Guard, mà dùng Guard thì nó đánh từ bên trong rồi, mình sẽ bắt cho nó di chuyển đi. Dùng gáp thì nó đánh vào, nó đốt máu từ bên trong rồi nó bỏ qua lớp siêu, vậy mình phá siêu nó làm gì? Rõ ràng súng của mình đã đi đam trên siêu rồi, vậy mình dùng magnetic đánh vào siêu làm gì? Thành ra cái đoạn đánh dùng magnetic đánh vào siêu là đoạn thừa. Cái bảng build này là mang tiếng là magnetic với gáp, nhưng thực ra cái đam chính thì chỉ là đam gáp thôi. Đấy, mình bắn bừa thôi. Đây các bạn thấy nó mất máu kinh. Đấy, thành ra cái gát nó cũng lợi. Bây giờ thế thôi nhá. Còn trong cái khẩu Tigit này này, giống như Tigit Brine, nó có hai dạng cót chính.
một dạng gót là một dạng gót là theo kiểu khiến cho gọi là như hỏi nói Roma như thế nào ấy nhỉ, một dạng gót đấy là có sở tốt chen và một cái chỉ số khác. Sở tốt chen thì hình như là phải cao hơn 53,4 hay sao ấy, tôi không nhớ rõ lắm, tôi kiểu lâu rồi đéo tính, nhưng mà các bạn phải bấm máy tính ra nhá. Tóm lại là có một cái mà thôi, từ từ mình sẽ cái video sẽ đơ trong giây lát, mình sẽ thử nhập máy tính lại luôn, từ từ nhá. Đấy, và rồi mình quay trở lại. Nói chung là của rồi như kiểu mình nhìn ấy thì sẽ mất 47,2. Tóm lại là trên cái phiên bản, cái này chỉ đúng với cả khẩu Tigit, Santi Tigit nhé. Đó, tóm lại cái này là đúng với Santi Tigit với cả đúng với cả Tigit thường thôi. Nói chung là đúng với cả Tigit thường với cả Santi Tigit thôi, không đúng với bản Brai nhá. Thì đối với hai khẩu này này, một là người ta đã chọn Riven làm sao có 47,2 giá tốt chen trở lên. 47,2 bằng 47,2 hoặc là 40 trên 47,2. Nếu mà nó dưới 47,2 chẳng hạn như là 47,1 thì không được. Thì nó người ta sẽ dùng cái móc chẳng hạn như thế, có chẳng hạn như thế này. Nói chung là cộng sở tớt là một chỉ số chính nữa, như là sở tớt cộng đam hoặc là sở tớt cộng multi. Đấy. Nó chỉ thế thôi, tại vì cái lo khẩu này nó không build crit, tại vì nó không có slot để cho nhét móc crit. Thực ra nó build crit được đấy, nhưng nó không có slot để nhét móc crit, thành ra là khẩu này nó chỉ chọn là sở tớt cộng đam hoặc là sở tớt multi shot mà thôi. Với cả một cái nega nào đó cho ít gây có hại cho súng. Đấy, thì trong trường hợp đấy thì nó sẽ tránh được cái đam blast chẳng hạn nhé. Chẳng hạn bây giờ mình quay về bảng build đầu tiên là cái bảng build đam blast nhé. Đấy, bây giờ mình chỉ vứt băng hoặc lửa đi, chẳng hạn tôi vứt băng đi, sau đó tôi thay cái móc này vào, tao vẫn giữ cái này, giữ shotgun Savi, tại vì khẩu này nó thế. Khẩu này nếu theo theo cái mức hiện revenge hiện giờ của game ấy, theo cái mức revenge hiện giờ của game mà không thể không sử dụng cái này trên khẩu Santi Tigit với cả Tigit thường được. Bản Brai thì có thể bỏ cái này đi. Nhưng ý tôi là trong cái trường hợp này nhá, đây là trường hợp 41,2 trở lên ấy, bằng 41, à quên, 47, bằng 47,2 trở lên, bằng 47,2 hoặc là trên 47,2. Đấy, thì thử về đưa về trường hợp như thế này, mình sẽ thử. Đấy, mình sẽ quay về trường hợp cũ, chẳng khác là quả bây giờ dùng cái không không kiểu mình sẽ không còn đam blast nữa, thử nhá. Đấy, các bạn thấy không còn đam blast thì kẻ địch nó không còn ngã nữa, mình sẽ đi đam chuẩn hơn, bắn chuẩn hơn. Đây, như các bạn thấy này, rất là khỏe. Tất nhiên là như đã nói đấy, phát đầu tiên nó sẽ yếu vì nó lúc ấy chưa giảm giáp, nhưng từ những phát tiếp theo bắt đầu đam rất là lớn. Đấy, các bạn thấy nó khác hoàn toàn luôn. Một là nó khiến cho mình sử dụng cảm thấy thoải mái hơn nhé, hai là sát thương nó khác. Đấy, vậy biết tại sao không? Tại vì như đã nói, cái đam blast này đéo đóng vai trò gì, nó bắn vào ammo thì nó bị giảm hết đúng không? Khi các bạn loại bỏ được đam blast nhé, có nghĩa là khiến cho cái thành phần đam blast cho khẩu súng bị giảm đi. Các bạn nhìn này, nó khiến cho thành phần đam blast nó khẩu súng bị giảm đi, lúc này chỉ còn là đam lửa thôi chứ không còn là đam blast nữa. Có nghĩa là hiện giờ cái đam cao nhất là đam Kuro, như ngày trước ấy, như ngày trước là đam Kuro, đam Blast cao bằng nhau, thành ra là súng sẽ lúc thì block Kuro, lúc thì block Blast. Nhưng mà khi bây giờ các bạn vứt được đam Blast đi ấy, thì nó chỉ còn đam lửa thôi chẳng hạn, hoặc đam băng chẳng hạn, thì nó sẽ thấp hơn cái đam Kuro rất là nhiều, thành ra khi súng nó block hiệu ứng ấy, nó hay chọn Kuro hơn, và hay chọn Kuro hơn đồng nghĩa với việc là nhanh giảm ammo hơn. Và đấy, thành ra là đánh với quái level cao sẽ kiểu nhanh hạ được ammo của nó. Đấy, mọi người có thể build như thế. Nhiều người thích đam Koro nhá, nhiều người thích đam Koro, thành ra họ có thể bị dùng, họ sẵn sàng bỏ tiền là mua những cái Riven 2 cộng 1 trừ, bắt buộc là 2 cộng 1 trừ, may ra mới đủ sở tốt. Nói chung là 2 cộng 1 trừ mà có đam và multi shot và theo kế, quên, nhầm nhầm, 2 cộng 1 trừ là có sở tốt chen, rồi cộng đam hoặc là multi shot, rồi thêm một cái negative gì đấy. Đấy, thì có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền thế. Bên cạnh đó còn có những người nào người ta không quan tâm đến đam Koro, hoặc là người ta kệ mẹ cái vụ Blast, thì người ta có một dạng gót khác là dạng như này, có nghĩa là chỉ cộng đam và multi shot thôi, không cần sở tớt nữa. Tại vì chẳng hạn như người ta nói như thế, tôi không dùng móc này đâu nhá, ý tôi là chẳng hạn như người ta không quan tâm cái vụ kẻ địch có ngã hay không ấy, mà hoặc là người ta không móc như thế. Chẳng hạn như cái trường hợp này đây, từ đây các bạn nhìn nhá, chẳng hạn như là họ vẫn để, thay vì họ để Koro và Vlad ấy, thì họ để quay trường hợp này đi, họ để Vayrua và Rayson, nhưng mà họ dùng cái móc này thay cho Seeking Fury chẳng hạn. Có nghĩa là họ vẫn có 100% sở tớt chen, các bạn hiểu không?
họ vẫn sử dụng những cái móc này để có 100% slash rất chen, thay vì đó là họ đẩy mức đam lên tối đa nhờ cái móc này. Mà khi đam lên tối đa ấy thì cái mất máu đam đam gốc tăng ấy, multi shot với đam là hai cái thứ tăng đam gốc mà, thì khi đam gốc tăng ấy sẽ khiến cho cái mất máu trên dây đau hơn, kẻ địch nhanh chết hơn đấy. Thì đây là thẳng giải như thế. Hoặc là một số người người ta vẫn thích đam coro nhưng mà người ta không 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 quan tâm cái vấn đề blast ấy. Họ vẫn có thể để vẫn vẫn có thể để coro blast bắn kẻ địch vẫn ngã sấp hẳn lờ, nhưng mà họ không quan tâm vấn đề đấy, họ không quan tâm đến cái vấn đề ngã hay không ngã, họ chỉ quan tâm đến vấn đề đam càng to là tốt thôi đấy. Nói chung là có hai dạng gót. Nói chung nếu mà nhá, đây đây trong cái trường hợp các bạn đang xem video này vào cái thời điểm này, các bạn nhìn ngày tháng của video nhé, để đừng có mơ hồ, chẳng hạn như sau thời điểm này quá lâu mà các bạn nhìn ấy thì các bạn sẽ mơ hồ lại. Thì ý của tôi ấy là vào cái thời điểm video này thì Tigit chỉ có hai dạng gót, một là hai cộng một trừ đâu, cả hai mod đều là hai cộng một trừ, cả hai thể loại đều là hai cộng một trừ, nhưng một thể loại là sở tất chen cộng multi hoặc là sở chen cộng đam, còn thể loại thứ hai là đam và multi shot đấy. Ok, chỉ có hai thể loại thôi. Thế nhá, thì mình kết thúc video của thằng tí này ở đây. Có thể mình sang thằng tí vừa đây, có thể nhận nhận xét lại là khẩu này thì không phải thằng tí vừa đây nhưng mà bắn nhanh hơn, thành ra cơ chế bắn nó bắn nhanh hơn, thành ra bắn nó thoải mái hơn và theo kiểu nó có hiệu ứng syndicate nữa, thế thôi.